tại sao cần phải sử dụng kem chống nắng. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, sử dụng kem chống nắng là một bước vô cùng quan trọng để bảo vệ làn da khỏi tia ủy viên. Theo như các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng trong tia cực tím, tia ủy viên có nhiều thành phần gây hại cho làn da. Nếu để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong một thời gian sẽ làm da bị sạm, thâm nám, không đều màu, giãn mao mạch và thậm chí là ung thư da. Hướng dẫn cách sử dụng kem chống nắng hiệu quả. Bước 1. Làm sạch làn da trước khi thoa kem chống nắng. Đây là bước quan trọng và cần thiết nhất trước khi thoa kem chống nắng lên da. Bạn có thể sử dụng nước tẩy trang và sữa rửa mặt để đảm bảo mặt đã được làm sạch sâu. Làn da sạch bụi bẩn hoặc các lớp trang điểm trước đó sẽ giúp kem thẩm thấu nhanh hơn vào da, phát huy tối đa hiệu quả và cũng tránh gây mụn. Bước 2. Lau khô mặt và dưỡng ẩm cho da. Để có một làn da trắng hồng, mịn màng nên dưỡng ẩm cho da bằng toner nhẹ nhàng, serum cấp ẩm và kem dưỡng dịu nhẹ. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng cả 3 sản phẩm này trước khi thoa kem chống nắng hoặc chỉ cần kem dưỡng là đủ. Tuy nhiên, không nên áp lý thẳng kem chống nắng lên bề mặt da vì có thể gây kích ứng hoặc nổi mụn, khô da. Bước 3. Lấy một lượng kem chống nắng vừa đủ. Cách sử dụng kem chống nắng đúng chuẩn thể hiện ở việc bạn dùng một lượng vừa đủ trên da, không quá dày hoặc quá mỏng. Theo khuyến cáo, lượng dùng trong nghiên cứu kem chống nắng là 2mg kem chống nắng trên mỗi cm da, tức là khoảng 2mg trên cm. Mọi người có thể ước lượng là nó khoảng thìa cà phê cho da mặt của chúng ta. Bước 4. Thoa kem chống nắng lên da. Các chuyên gia da liễu khuyến khích bạn nên chấm kem chống nắng trực tiếp lên da và thoa đều thay vì nặn kem chống nắng lên tay và thoa. Cách sử dụng này sẽ giúp hấp thụ nhanh chóng và đồng đều trên bề mặt da. Bước 5. Thoa lại kem chống nắng sau 2 giờ sử dụng. Cách sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da hàng ngày sẽ không chỉ dừng lại ở việc thoa kem chống nắng buổi sáng hay trước khi ra ngoài mà nó còn phải bảo vệ được làn da của người dùng trong cả ngày dài. Do đó, người dùng được khuyến khích nên thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ sử dụng. Đặc biệt trong trường hợp bạn tiết nhiều mồ hôi, đi bơi hoặc tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Kem chống nắng Omri Sunbeer Strong Cool Plus SPF 50+ PA++++.